kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Muốn gặp Mỹ thì phải lụy tàu Tổng đạp trên đầu dân cúi đầu trước bạn vàng Hồi đầu năm 2016 khi đại hội lần thứ 12 đang đi vào giai đoạn gây cấn Khi các ứng viên đang tăng tốc để chạy nước rút vào Bộ Chính trị và Trung ương Đảng khóa mới Thì bất ngờ đặc phái viên của ông Tập Cảnh Bình, ông Tống Đào đến Việt Nam vào ngày 26 tháng 1 ngay sau đó, ngày 27 tháng 1, khi bầu bộ chính trị và ban bí thư của Trung ương Đảng khóa mới, ông Nguyễn Phú Trọng đã tái đắc cử chức tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Tống Đào ở thăm Việt Nam đến ngày 30 tháng 1 năm 2016 sau khi đại hội đã bế mạc. Một tháng sau, ông Nguyễn Phú Trọng cũng cử đặc phái viên của mình là trưởng ban đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đến Bắc Kinh gặp ông Tập Cận Bình. Ông Hoàng Bình Quân không có tư cách gặp ông Tập, tuy nhiên vì mang sứ điệp của ông tổng trọng gửi cho ông tập nên ông hoàng bình quân mới được ông tập đón tiếp hình ảnh được cho là phải xin phép bạn vàng thì mới có thể được gặp mỹ sự kết nối giữa ông tổng bí thư việt nam và ông tổng bí thư kiêm chủ tịch nước trung quốc bằng cách như thế cách liên lạc có vẻ riêng tư và rất bí mật hai ông này nếu không gặp trực tiếp thì gặp qua đặc phái viên. Họ bàn với nhau những vấn đề gì nhân dân không hề hay biết. Nguồn tin riêng đã cho chúng tôi biết rằng nhóm tạo phản Đinh Đà Thăng, Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang bị phát hiện là bởi có phía Trung Quốc giúp đỡ. Nhờ đó, ông Trọng đã phá tan nhóm này và giữ được thế vô đối trên chính trường. Dù ông đã già 79 tuổi, sức khỏe thì yếu, không còn đủ năng lực để đảm nhận nhiệm vụ ở vị trí đứng đầu. Được biết, tuy ông Nguyễn Phú Trọng làm bí thư quân ủy Trung ương, nhưng ông chưa bao giờ nắm được Tổng cục 2, tức là Tổng cục Tình báo của quân đội Việt Nam. Trong khi đó, ông Nguyễn Tân Dũng nắm rất chắc cơ quan này, nhưng vẫn phải chịu thua trước thế lực của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Hiện nay, ông Nguyễn Chí Vịnh ngã bệnh một cách rất bất ngờ và bí ẩn, làm cho một số người tin rằng Tổng cục 2 đã bị lép vế, không còn đủ khả năng để bảo vệ người cũ của mình. Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng cử đặc phái viên trao đổi là chuyện đã có từ rất lâu rồi và không hiểu các ông đã trao đổi những điều gì họ thường giấu giếm nhân dân. Ông Nguyễn Phú Trọng là người quyết định chính sách ngoại giao giữa hai đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc. Cứ mỗi lần ông Tập Cận Bình tái đắc cử thì ông Tổng Trọng lại mang râu đội mũ sang chầu Bắc Kinh hành động này làm dấy lên nghi ngờ rằng cứ mỗi nhiệm kỳ ông tập thiết lập một chính sách ngoại giao mới thì ông trọng lại phải sang bắc kinh nhận lệnh quy luật này đã duy trì suốt ba nhiệm kỳ của ông tập tương ứng với ba nhiệm kỳ của ông tổng bí thư nguyễn phú trọng việt nam xích lại gần mỹ sẽ mang lại rất nhiều lợi thế về khả năng tự lực tự cường cho đất nước ai cũng thấy được điều đó đảng cộng sản vẫn biết điều đó chính họ cũng ngày một nâng cao mối quan hệ với mỹ đồng thời mỹ cũng cần việt nam gần họ hơn để mà kiềm chế sự trỗi dậy của trung quốc tuy nhiên vấn đề lớn nhất của việt nam hiện nay là người đứng đầu đảng cộng sản việt nam ông tổng bí thư nguyễn phú trọng ông trọng không thể cứng rắn với ông bạn vàng phương bắc bởi những mối quan hệ chìm mà người dân không thể thấy được những mối quan hệ đã giúp cho ông tổng bí thư thiết lập được thế độc tôn trên chính trường tại Việt Nam. Nhưng nó cũng khiến trong Tổng Bí Thư không dám cứng rắn với phương Bắc và cứ như thế mà hệ lụy. Trưởng ban liên lạc đối ngoại trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kiến Siêu gặp ông Nguyễn Phú Trọng trước ngày Tổng thống Mỹ tới thăm Việt Nam. Tổng thống Mỹ Biden chuẩn bị thăm Việt Nam vào ngày 10 tháng 9 tới đây chuyến thăm này sẽ giúp Việt Nam và Mỹ nâng cao mối quan hệ. Tuy nhiên sẽ là rất tốt nếu Nguyễn Phú Trọng không lụy tàu như bao lâu này. Nhưng ngày 5 tháng 9, ngay trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, ông Tổng Cảnh Bình lại cử ông Lưu Kiến Siêu, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, gặp trực tiếp ông Nguyễn Phú Trọng. Có người cho rằng ông Lưu Kiến Siêu mang giấy phép của ông Tập trao trong Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Muốn gặp Mỹ thì gặp nhưng phải xin phép chấm. Một số nhà quan sát đánh giá như thế. Ở trong nước, ông Trọng cho công an đạp đầu dân, nào bắt bớ, nào là biệt miệng, nào là khủng bố, vân vân Kể cả việc đe dọa những người đang ở trong tổ. Nhưng với bạn vàng phương Bắc thì ông Tổng vẫn không quên lễ phép, muốn làm gì cũng phải xin phép cứ như ông bạn vàng này mới là chủ nhà, chứ không phải Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Muốn gặp Mỹ phải lụy tàu, tổng đạp lên đầu dân cúi đầu trước bạn vàng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo chấm đề Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sánh vai cùng các cường quốc năm châu Thượng Phụ Hồ thực hiện cú lửa xuyên thế kỷ Học sinh được xem là thế hệ măng non, là thế hệ tương lai của đất nước Nếu được tiếp nhận một nền giáo dục đúng đắn thì sau khi trưởng thành những học sinh ấy sẽ trở thành những trí thức có chất lượng những tri thức ấy cùng với một thể chế chính trị dân chủ mới có khả năng đưa Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển. Như vậy, đất nước mới có thể sánh vai được với các cường quốc Nam Châu hay không thì phụ thuộc vào chính sách và triết lý giáo dục của những người nắm quyền điều hành của đất nước, chứ không phải phụ thuộc vào học sinh. Lá thư của ông Hồ gửi cho học sinh vào năm 1945, trong đó ông đặt trách nhiệm sánh vai cùng cường quốc Nam Châu lên vai những trẻ em ăn chưa no, lo chưa tới. Học sinh chỉ là nguyên liệu, còn chính sách mới là phương pháp để làm ra các loại bánh. Chính sách tồi thì làm ra bánh sẽ bị khét, bị hư, không thể dùng được. Chính sách đúng đắn thì làm ra những chiếc bánh thơm ngon, bổ dưỡng và hấp dẫn. Ông Hồ viết trong thư gửi học sinh ngày khai trường vào năm 1945 đã nói rằng non sông việt nam có trở nên tươi đẹp hay không dân tộc việt nam bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc nam châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em ông đã đặt sai khi đặt nhiệm vụ lớn lao đó lên vai những người chưa no lo chưa tới nhiệm vụ đó phải do những kẻ nắm quyền những kẻ có thể quyết định chính sách giáo dục gánh vác chứ không phải đặt lên vai các em học sinh đang còn thơ dại Chính vì cái sai này mà đã 79 năm nay Việt Nam vẫn lẹt đẹt dưới đáy của thế giới, chưa có sánh vai được với ai đầu. Việc không chịu thừa nhận cái sai của ông Hồ Chí Minh mà vơ tất cả những câu nói của ông Hồ làm khuôn vàng thước ngọc đã đưa đến kết quả thảm bại. Và ngày nay trong đó thư gửi học sinh vào ngày khai trường năm 2023, ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước vẫn dẫn lại câu nói rằng: Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc Nam Châu chỉ đạt được khi đất nước có những công dân có trí tuệ và phẩm giá, biết yêu gia đình, tổ quốc, đồng bào mình, sống tử tế và làm việc hiệu quả, dám bảo vệ lẽ phải, dũng cảm và tỉnh táo chống lại những điều xấu, cái ác. Tới 79 năm sau, tiêu võ văn thưởng lại nhai lại câu nói rằng sánh vai cùng cường quốc Nam Châu, cuống hồ đã nói từ rất lâu rồi lại một lần nữa ông chủ tịch nước vẫn không nhận ra vấn đề gốc rễ là ở đâu tại sao lại đặt kỳ vọng lên vai các em chưa trưởng thành trong khi đảng cộng sản đang trao cho các em một nền giáo dục nhồi sọ biến các em thành những người có tư tưởng nô lệ chỉ biết phục tùng với chính sách giáo dục như vậy thì làm sao các em có thể đưa đất nước này sánh vai cùng các cường quốc năm châu cho được xin hỏi ông chủ tịch nước võ văn thưởng rằng nếu ai đó tiêm vào người ông chất độc khiến ông phải nằm viện thì ông có gánh vác được gì hay không lúc đó ông gánh vác sát thân của ông còn không nổi thì ông gánh vác làm sao được chuyện khác vậy thì các em học sinh đã bị các ông tiêm vào người một nền giáo dục độc hại thì việc các em tự kiếm sống còn khó nói gì đến gánh vác non sông này chẳng phải cử nhân chạy xe ôm công nghệ tràn lan học sinh thì bỏ thi đại học đi làm cu ly ở nước ngoài Giáo viên thì bỏ dạy, cũng đi làm lao động chân tay ở nước ngoài, mới mong đổi đời đấy hay sao? Đấy là kết quả của một nền giáo dục rất độc hại. Ông không thấy, thưa ông Chủ tịch nước, võ văn thưởng. Làm giáo dục kiểu này mà sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu, thế nào cho được đây? Cách đây 79 năm, ông Hồ Chí Minh đã lừa cả dân tộc này về cái gọi là sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu thì nay ông Võ Văn Thưởng lại giúp ông Hồ lừa tiếp. Dân tộc này đã bao nhiêu năm nhận nền giáo dục độc hại và kết quả là lẹt đẹt bị thế giới văn minh bỏ ngày một xa hơn. Hiện nay Mỹ muốn chuyển giao cho Việt Nam công nghệ làm chip nhưng hỡi ôi chất xám không đủ để mà đáp ứng. Nền giáo dục thì bệnh hoạn khiếm khuyết cho Đảng Cộng sản Việt Nam đặt lên dân tộc này đã khiến cho đất nước vụt mất rất nhiều cơ hội để mà tiến lên. Vào ngày 18 tháng 8 vừa qua, ông Tô Lâm cho cấp phó thân cận của mình là Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an tham gia vào Bộ Giáo dục để bàn cách thông tư liên tịch, ngăn cản học sinh, sinh viên tiếp nhận những kiến thức khai phóng từ nền giáo dục ở nước ngoài. Bộ Công an chính thức đã thọc bàn tay lông lá của họ vào giáo dục để kiểm soát tư tưởng học sinh, sinh viên. Đặc biệt là những sinh viên nhận nền giáo dục ở nước ngoài ở Việt Nam không những công an trị nhân dân mà còn có công an trị giáo dục. Đấy là cách Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm. Họ làm thế thì làm sao Việt Nam có thể sánh vai các cường quốc năm châu cho được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin sánh vai cùng cường quốc năm châu thượng phụ hồ thực hiện cú lửa thế kỷ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa Thời báo chấm